Đền Bình Ngô là nơi thờ các vị thủy tổ nước ta, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ và Hùng Quốc Vương. Đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tháng 2 năm 1994. Đền Bình Ngô với vai trò và ý nghĩa nghìn năm thờ cúng vị thủy tổ năm bang, không chỉ là một phản ánh lịch sử mà còn là niềm tự hào của đất và người An Bình. Không chỉ là nơi thờ phụng tưởng nhớ tổ tiên mở nước, là cột mốc thiêng liêng trong hành trình trở về cội nguồn của dân tộc, mà còn thôi thúc thế hệ người dân nơi đây biết tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của xã. Cho nên, bản thân nó đã nói lên phần nào giá trị. Không những thế, nơi đây còn được coi như là bảo tàng tổng hợp thu nhỏ về quy mô, nhưng chứa đựng những giá trị tinh thần to lớn. Ở nơi đây, hiện có một công trình kiến trúc cổ, bên trong lưu giữ một lượng hiện vật phong phú và hết sức đa dạng về chất liệu, kỹ thuật tạo tác. Đó là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc thời Lê, Nguyễn. Mặt khác, chính đền Bình Ngô và những ngôi đình chùa tồn tại trong xã là nơi diễn ra những sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Tìm hiểu về những sinh hoạt này, chúng ta có thêm một ngả đường mới trong tiến trình ngược thời gian tìm hiểu đời sống tư tưởng, tâm linh và văn hóa của dân tộc. Trong đền Bình Ngô có câu đối viết rằng: Quan thiên vạn thế đồ phi, thừa đại thống tao lân, đản bách nam thuần tục, trường phát gia trường. Ở ngoài cổng tam quan có câu đối rằng: Bình nguyên xuân sắc niên thiên đại ngô, động anh thanh tự cổ kim. Và Long ngô động thiên thu hiển hách văn miếu, bình vạn cổ anh linh. Đáng chú ý là văn hóa làng xã ở An Bình có chứa nét đẹp thuần phong mỹ tục, tiêu biểu là hương ước làng đã được chứa đựng tình cảm nam nữ bình đẳng, khuyến học, khuyến nghề, đoàn kết dân chủ. Bàn việc làng, việc nước phải coi trọng trên dưới đồng lòng, nhân dân phát triển. Do cuộc sống và chiến tranh nên hương ước đã mai một dần. Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đền Bình Ngô ở thôn giữa xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được xây dựng vào thế kỷ 18. Trải qua thời gian, ngôi đền đã được nhiều lần trùng tu tôn tạo dưới thời Lê, Nguyễn nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính, dáng vẻ vốn có ban đầu. Tòa đền chính có kết cấu theo kiểu tiền chữ nhất, hậu chữ đinh, gồm các tòa tiền tế, trung đền, hậu cung. Tiền tế đền gồm 3 gian, 2 trái với 4 mái đao cong, bộ khung bằng gỗ, bộ vì nóc, thiết kế kiểu trồng giường, vì nách kiểu kẻ truyền. Tòa trung đền bộ khung bằng gỗ gồm 3 gian, bộ vì nóc kiểu con trồng ra chiêng, kẻ ngồi. Tòa hậu cung 3 gian bằng gỗ là nơi thờ tự tối linh nhất của di tích. Ngoài ra, trong khuôn viên đền còn có nhà mẫu 5 gian bằng gỗ kiểu bình đầu bít đốc, tay ngai cột trụ, văn chỉ là một ban thờ lộ thiên, miếu nhỏ thờ thần nông. Mái đền có kiến trúc kiểu truyền thống mái đao cong vút. Ở phía trước đền thì có cây cầu uốn cong trên hồ sen. Và một điều đặc biệt là cửa bức bàn được vẽ hình tinh xảo, nghệ thuật, đặc sắc. Tòa hậu cung thì gồm 3 gian bằng gỗ và là nơi thờ tự tối linh nhất của di tích này. Hiện tại thì đền Bình Ngô hiện còn được bảo lưu một số tài liệu cổ vật như bia đá, thần tích, sắc phong, đồ thờ tự. Đó là những di sản văn hóa quý giá, không những là những chứng tích của ngôi đền trong lịch sử mà còn cho biết những thông tin quý giá để tìm hiểu về lịch sử làng xã và ngôi đền cũng như phong tục tập quán của địa phương. Bên cạnh đó, những cái chiếc hộp đựng y phục thánh thời Nguyễn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, cho đến khán thờ thời Nguyễn, cây nến, long đình và kiếm thờ thời Nguyễn. Và đặc biệt là các sắc phong thời Nguyễn vẫn còn lưu giữ tại nơi đây. Từ khi khởi dựng đến nay, đền luôn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng làng xã. Đây cũng là nơi gắn kết tình đoàn kết dân tộc, gìn giữ và phát huy những thuần phong mỹ tục. Đặc biệt là trước cửa của đền có chiếc phù điêu cha rồng mẹ tiên, có lư hương cổ ban công đồng, rồi bia đá cổ ghi công đức những người góp phần xây dựng đền Bình Ngô và miếu thờ thần nông ở trước sân đền. Đền Bình Ngô thì được xếp hạng di tích quốc gia tại quyết định số 295 QĐTB
ngày 12 tháng 2 năm 1994. Xã An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay có 6 thôn, dân số trên 10.000 người, trước thuộc Tổng Bình Ngô, huyện Gia Bình, trấn Kinh Bắc. Nơi đây có truyền thống khoa bảng và võ công rực rỡ, với 2 trạng nguyên, 4 tiến sĩ, 2 võ quan đầu triều. Cả 6 thôn trong xã đều thờ Thành Hoàng là Lạc Thị Đại Vương trong hệ thờ Bách Noãn, vùng Nam Đuống, và vị hậu thần là Phổ Quận Công Vương Châu, tục tôn gọi là Cụ Già Khai Quốc. Đây là danh nhân có công lớn với đất nước và nhân dân địa phương. Theo gia phả và bia đá ở đền Phổ Quận Công thì tiên tổ Vương Khuê vốn là người xã Đại Lã, huyện Thanh Lâm, Hải Dương. Sau về định cư ở Bình Ngô, thời Lê Trung Hưng, cụ Vương Châu được cử làm tướng tiên phong trong trận đánh mang tính quyết định ở Phấn Thượng. Cụ Vương Châu đã chém được Khuông Quận Công và bắt sống Tân Quận Công, góp phần đánh bại đại quân nhà Mạc. Từ đây nhà Mạc diệt vong, nhà Lê Trung Hưng, tướng Vương Châu được triều đình ban phong là Kiệt Tiết Tuyên Lực Công Thần, thượng tướng quân Kim Ngô Phó Tướng, Tả Đô Đốc, Thiếu Bảo, Phổ Quận Công, ăn lộc 500 mẫu ruộng tốt, cai quản từ Thượng Bồ Đề đến Hạ Lục Đầu Giang, Phủ Thuận An cũ. Dân địa phương tôn gọi là Cụ Già Khai Quốc. Sinh thời, Phổ Quận Công Vương Châu đã ban phúc cho dân như cấp 300 mẫu ruộng cho 5 huyện quản hạt. Riêng xã Bình Ngô được cấp 100 mẫu ruộng và miễn thuế khóa. Cụ còn đứng chủ quyên góp tiền của xây dựng chùa Thiên Khánh Di hàng xã. Cụ mất ngày 3 tháng 9 năm 1622, thọ 72 tuổi, mộ ở bãi Miễu cùng xã. Sau khi cụ mất, được vua Lê Thần Tông phong là Sùng Đại Vương, cho dân Bình Ngô thờ làm hậu thần. Phổ Quận Công Vương Châu có 9 người con trai, đều là tướng tài và đều được phong tước hầu. Nhớ ơn tiền nhân có công với nhân dân với nước, tục thờ hậu thần ở An Bình luôn được duy trì từ xưa đến nay. Vào ngày giỗ hậu, các làng sắm sửa lễ vật cùng về đền thờ cụ để tế công đồng. Theo phân công, người làng Thường Vũ tả văn và đọc văn. Năm 1872, cử nhân Nguyễn Bá Thịnh, người làng Ngô Nội, đang giữ chức chi phủ Kinh Môn, đứng ra tổ chức tôn tạo lại nhà thờ cũ. Ngôi nhà thờ được tôn tạo lần này vẫn còn nguyên đến ngày nay. Nhà ba gian gỗ lim, mái ngói, có sân gạch, hoành phi khấu đối, bia đá, ngũ hội bi ký và nhiều đồ thờ tự trang nghiêm khác. Đôi câu đối ca ngợi Cụ Già Khai Quốc như sau: Bách chiến tảo vân mai, nhật nguyệt hữu minh, công ích hiển, thiên thu lưu hưởng tự, sơn hà bất cải, đức trường tồn. Tạm dịch là: Trăm trận sạch mây mờ, nhật nguyệt ngời sáng, công càng tỏ, nghìn năm được thờ cúng, sơn hà bền vững, đức mãi ghi. Di tích đền thờ Phổ Quận Công là di tích tiêu biểu được ghi chép trong sách Bắc Ninh Địa Dư Chí từ cuối thế kỷ 19. Ngày nay, trong sự chuyển mình lớn lao của đất nước, nhân dân xã An Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã đã thực hiện một nếp sống mới theo quy ước làng văn hóa. Quy ước văn hóa đó đã được các cấp đảng, chính quyền và nhân dân trong xã ủng hộ, hoan nghênh.